Qua kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Nam phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Đỗ Quang Sĩ sử dụng 28 thùng nhựa, mỗi thùng có dung tích 20 lít đựng giá đỗ đang trong quá trình sản xuất, 40 kg giá đỗ thành phẩm, 20 kg hạt đậu xanh nguyên liệu và 6 ống hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khai nhận với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận sử dụng số hóa chất trên để sản xuất giá đỗ, sau đó cung ứng cho các tiểu thương trên địa bàn thành phố Tam Kỳ với số lượng mỗi ngày hơn 40 kg. Sau khi lấy mẫu giá đỗ và mẫu hóa chất để kiểm nghiệm, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 160 kg giá đỗ sản xuất bằng hóa chất không rõ nguồn gốc của cơ sở này đã sản xuất.